Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ryan Long Fitness. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là phụ nữ có nên tập tạ hay không. Hay thường xuyên phụ nữ hay hỏi là chúng ta có nên tập thể hình hay không, các bạn nữ có nên tập thể hình hay không. 20 tuổi, 40 tuổi nó khác nhau về vấn đề tập như thế nào. Rồi nữ tập tạ có bị cơ, có bị to và cuồn cuộn cơ bắp hay không. Ok, chúng ta vào cái vấn đề, chúng ta còn phải phân tích rất nhiều những thứ liên quan đến những vấn đề đó. Hiện tại là bây giờ là 9 giờ đêm và mình đang ở phòng đọc Việt Tram, chưa có thời gian để về nữa. Nên nếu mà hôm nay mình đang dạy rất là nhiều khách, rất là nhiều bạn nữ trong đó. Nên nếu bạn nữ nào mà muốn tập luyện với Ryan thì các bạn có thể tập tranh thủ vào giờ buổi trưa hoặc buổi chiều hoặc buổi sáng, mình đang còn trống cái giờ đó. Chứ những cái giờ cao điểm thì mình đang kín lịch hết rồi. Còn có tập online thì luôn luôn open đối với tất cả mọi người. Rồi, trở lại vấn đề chính của chúng ta là phụ nữ có nên tập tạ hay không. Thì đầu tiên là bạn phải biết một điều. Đây, nguyên một cái bảng mình ghi ra để phân tích và nói chuyện với các bạn. Đó là mục tiêu của phụ nữ, các bạn tập tạ để làm gì? Nếu mà hỏi ra này thì phần lớn phụ nữ đều trả lời một cái câu hỏi rất, câu trả lời ngắn gọn và rất đơn giản. Tất nhiên là phụ nữ ai cũng muốn đẹp hơn. Vòng 1, vòng 3 thì nó phải to. Cái vòng nào còn to thì nó còn to, vòng nào còn nhỏ thì nó còn nhỏ, đúng không? Rồi, như vậy thì nó sẽ rơi vào vấn đề đó là có thật sự đây các bạn tập tạ, các bạn có nghĩ đó là môn, các bạn gọi nó là môn thể hình đúng không? Vì thể hình là gì? Thể hình là một môn thể thao dùng để xây dựng và phát triển cơ bắp. Nhưng phụ nữ các bạn còn tập để đẹp, chứ không có nghĩa là các bạn cần xây dựng và phát triển cơ bắp. Cái đó nó khác biệt nhau giữa với một người, các bạn để ý những vận động viên chuyên nghiệp đi, họ tập luyện rất là nhiều, ăn uống rất là khoa học để xây dựng một khối cơ bắp phát triển rất là lớn. Nhưng mà đó, họ là vận động viên chuyên nghiệp, họ tập để xây dựng và phát triển cơ bắp để thi đấu, nó khác. Còn bạn, bạn tập để đẹp, bạn tập để có vòng eo 60, bạn tập để tạm biệt cái mỡ thừa, bạn tập để giảm vòng eo từ 80 xuống 60. Rồi, nói đây luôn, tiện nói về vòng eo, nếu bạn nữ nào cao 1m6 mà cái eo của bạn 80 là bạn to rồi đó. Tại vì nếu bạn là nữ đi, một cái chỉ số lý tưởng như là BMI của bạn nó nên rơi vào khoảng dưới từ 18 đến 19 thôi. BMI thì bạn lấy chiều cao, bạn lấy cân nặng chia cho bình phương chiều cao tính bằng mét nha. Rồi, nghĩa là nếu mà bạn muốn đẹp thì bạn phải nằm trong cái ngưỡng đó bạn mới đẹp. Thế nào là đẹp? Đẹp là một cái khái niệm nó rất mang tính cảm quan, nó là một cái khái niệm mà mọi người quy chụp cho bạn. Nghĩa là khi mà bạn đẹp, nghĩa là cái chỉ số của bạn được đo theo cái sự nhìn nhận của xã hội. Chứ bạn không thể nào nói là bạn đẹp là ví dụ như bạn mập hay là quá là cơ bắp thì bạn có thể đẹp, thì có thể là bạn thích như thế, nhưng mà phần đông mọi người không thích như thế thì bạn trong mắt mọi người bạn cũng không đẹp. Đó là chuyện đó bạn phải chấp nhận, rồi xã hội này nó là như thế. Rồi đi vào vấn đề chính của chúng ta, phụ nữ tập tạ để làm gì, mục tiêu của bạn để đẹp như vậy thì bạn có còn phải tập với tạ không? Câu trả lời là đôi khi là bạn phải tập như thế nào, chứ không phải là bạn cần phải tập với tạ hay không. Thực chất tạ nó là một cái công cụ để bạn tập luyện, nó là một cái nó kháng lực thôi, nó không có gì to tát và ghê gớm hết trơn á. Quan trọng là bạn cách bạn tập nó như thế nào, bạn tập bao nhiêu hay là tập bằng cách gì, cũng giống như là việc bạn xây dựng cái chế độ tập của bạn. Mục tiêu của nó hướng về vấn đề gì? Hướng đến việc bạn phát triển cơ bắp to, bự, lớn, hay là hướng đến việc bạn trở nên thon gọn, săn chắc, gọn gàng và đẹp hơn? Đó, đó là cái sự khác biệt ở đây. Ok, chúng ta có hai ví dụ cụ thể. Một người 20 tuổi, một phụ nữ 20 tuổi, một phụ nữ 40 tuổi, giống như cái hình icon mình đang để gì nè. Với phụ nữ 20 tuổi và phụ nữ 40 tuổi khác gì nhau? Rất là khác biệt. Đầu tiên là về thể trạng, phần lớn phụ nữ 20 tuổi họ sẽ thon gọn hơn, phần lớn phụ nữ 40 tuổi họ sẽ có nhiều mỡ thừa hơn. Tại sao? Tại vì phần lớn trong quá trình mà trưởng thành, họ trải qua quá trình lập gia đình, sinh con, căng thẳng trong cuộc sống, stress. Cái vấn đề stress nó nguy hiểm nha. Tại vì với phụ nữ khi mà bạn stress á, thì cái lượng mỡ của bạn nó sẽ gia tăng rất là nhanh. Tại vì sao? Khi bạn stress, cơ thể sản sinh ra nhiều cái hormone ức chế, nó gây ảnh hưởng đến việc mà trao đổi chất, cũng giống như là việc sử dụng cái năng lượng thừa trên cơ thể của bạn, cũng giống như nó làm rối loạn cái việc chuyển hóa mỡ trong cơ thể của bạn, nó làm bạn dễ bị tích mỡ hơn rất là nhiều. Vậy thì cách đơn giản đầu tiên,
cho phụ nữ, đó là hãy làm sao cho bản thân của bạn bớt stress, thì đó sẽ là cách rất là tốt. Tiếp đến chúng ta sẽ quay về vấn đề tập luyện. Rồi, nhiều phụ nữ thì nhìn cái cục tạ, chỉ tập tạ 1 kg, 2 kg thôi là đủ rồi. Vấn đề là bạn phải hiểu gì nè, khi bạn cầm vô cái tạ, cho dù bạn 20 tuổi hay 40 tuổi, bạn cầm cục tạ bạn cuốn lên gì? Bạn đừng nghĩ là bạn chỉ cuốn lên gì là cái tay của bạn nó sẽ bự và nó sẽ to ngay lập tức ra gì. Cảm giác đó là sai lầm. Khi bạn tập luyện á, máu nó sẽ bơm vô, đúng không? Máu nó bơm vô thì chắc chắn cái bắp tay nó sẽ căng hơn, mình nhìn nó có vẻ nó to hơn bình thường đó. Rồi khi bạn tập luyện, cái mồ hôi của bạn nó ra, nhìn cái da nó bóng hơn, nó có điểm mờ, điểm tối, nhìn nó sẽ hơi co hơn bình thường, đúng không? Nhìn nó sẽ săn chắc hơn bình thường, đúng không? Rồi, đó là vấn đề. Nhưng mà tại sao nữ bạn không có hormone giống như nam giới? Cái hormone testosterone đó, nó chỉ bằng 1/10 thôi. Nó đồng nghĩa với việc là nếu bạn là nữ, bạn cầm một cục tạ với nam, bạn nam, các bạn nam kế bên ấy, giống như mình đây, mình ngồi kế bên bạn ha, mình cầm cục 5 kg, bạn cũng tập 5 kg, mình là nam, bạn là nữ, mình tập 5 kg, mình cuốn 13 cái, mình tay mình nó bự gì, mình tập 5 kg, mình cuốn 1 cái thì tay mình nó bự gì. Nếu bạn muốn bự giống gì, bạn phải cầm cục 5 kg, bạn cuốn tới 13 cái, nó khác nha, nó khác biệt rất là lớn. Nó đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không làm được cho bạn bự giống như thế, trừ khi một điều là bạn thay đổi chỉ số hormone trong cơ thể của bạn. Phần lớn tất cả những vận động viên chuyên nghiệp họ đều thừa nhận một điều là họ sẽ sử dụng steroid, vận viên thi thể hình đó nha, sử dụng steroid hay là tiêm hormone chuyên nghiệp, tiêm hormone vô. Thì cái vấn đề này là có người thừa nhận, có người không thừa nhận, cái này chúng ta không bàn tới ha. Đó là nghĩa về là nếu bạn là nữ, bạn có tập tạ đi chăng nữa, thì một á là cái sức của mạnh của bạn so với nam giới, bạn sẽ không tập bằng mức tạ của họ. Hai là cho dù bạn mạnh tới mức bạn tập cùng mức tạ với họ, thì khối cơ bắp của bạn sẽ không thể phát triển như họ nếu bạn cầm tập cùng như họ. Trừ khi bạn tập gấp họ gấp 10 lần, gấp mười mấy lần, ok, nó sẽ phát triển, nhưng cái khối cơ nó sẽ không có xô ra, nó không có nét ra giống như họ được. Nó cao lắm, nó chỉ cho bạn săn chắc được thôi. Như vậy thì nên hay không? Nên, chắc chắn. Còn một vấn đề nữa, đó là cái tuổi tác và cái thể trạng. Cái điều này nó quan trọng nha. Tại sao mà nó ghi ở đây? Xác định mục tiêu hiện tại bạn đang trong trạng thái nào để bạn biết được là bạn tập tạ có phù hợp hay không. Điều này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Bởi vì giả dụ như ha, ở đây chúng ta có hai yếu tố. Đầu tiên chúng ta có hai ví dụ đi. Một bạn nữ 20 tuổi, bạn ấy cao 1m60, 50 kg, thì BMI của bạn ấy là 19,5, dưới mức 20. Dưới mức này thì mình khuyên là nên tập với tạ, nhưng cũng nên tập với thể lực. Còn một bạn, một chị 40 tuổi, cao 1m6 nhưng mà nặng 55 hoặc nặng 60 kg, thì tính theo chỉ số BMI lên tới 21,48, có thể là 22, 23. Ok, quay lại vấn đề. Mục tiêu của phụ nữ tập luyện là bạn tập luyện để bạn trở nên đẹp hơn, thon gọn hơn, săn chắc hơn. Nên nếu hai người có hai thể trạng này khác nhau, hai người cùng đi tập tạ, nó sẽ ra hai kết quả khác nhau. Nó vừa phù hợp hay không phù hợp, nó sẽ đi vào vấn đề này. Rồi, chúng ta sẽ có những vấn đề là với một cái người á, cơ thể nó gọn gàng, ví dụ BMI dưới cái mức 20, chắc chắn là một bạn nữ này có thể là cơ thể thon gọn hơn. Các bạn để ý một điều là khi bạn tập tạ, bạn cần rất nhiều kỹ thuật để điều khiển cơ thể, giống ví dụ như bài squat hay những bài deadlift, nâng tạ, kéo tạ. Cơ thể của bạn phải, một là nó nhẹ, hai nó nhẹ so với cái tỷ trọng cơ thể của bạn, hai là nó phải linh hoạt, ba là nó phải điều khiển tốt được, thì bạn tập tạ mới tốt được ngay thời điểm mà bạn bắt đầu, cái thời điểm mà bạn không biết gì vô bạn tập nó vẫn tốt được. Cùng một bài tập, ví dụ như bài squat đi, bây giờ mình ví dụ ha, bài squat có kèm tạ. Nhiều người định nghĩa là tập tạ là tập squat, tập thể hình là tập squat, nó không có liên quan. Thể hình, các bạn phải định nghĩa một điều của thể hình là cái môn nó xây dựng, giúp bạn xây dựng và phát triển cơ bắp. Tạ là một cái vật, nó có trọng lượng, nó đã tăng cái sự kháng lực đối với cơ thể của bạn với cái động tác.
còn bài squat là một bài tập. Một là các bạn đừng có thần thánh hóa bài tập squat là phụ nữ là phải tập squat nhiều hơn. Mình anh ơi em cứ tập squat suốt ngày có được không, em là phụ nữ thì em có nên tập squat hay không, tập squat có tốt cho phụ nữ hay không. Squat là một bài tập thôi bạn, đừng thần thánh hóa nó. Quan trọng cái cách bạn tập phối hợp rất nhiều bài tập khác nó như thế nào. Rồi chúng ta đi trở lại cái vấn đề đầu tiên, cái vấn đề vừa rồi đó là hai người khác nhau như vậy. Với một người nặng 60kg, hai người cùng ra mét 6 nha, một người nặng có 50kg, một người nặng 60kg, thì rõ ràng với một cái người nặng 60kg ở độ tuổi 40, họ sẽ không thể điều khiển cơ thể linh hoạt để tập cái bài squat giống như cô gái kia 20 tuổi nặng có 50kg. Đúng không? Như vậy thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp là bạn sẽ bị áp lực rất là nhiều cái việc là cái động tác này mình sẽ tập sai, ở cái động tác này mình squat sai mình sẽ bị chấn thương gối. Cơ thể của bạn được lập trình và nó đã trải qua hàng ngàn năm tiến hóa để nó đủ để mà hàng vạn năm luôn á, đủ để mà bạn cho dù bạn ở độ tuổi 20, 40 tuổi nếu bạn không có bệnh lý, bạn hoàn toàn có thể tập được squat. Chắc bạn tập sai với cái việc là dốc gối quá về phía trước. Bạn cứ yên tâm là bạn sẽ không tập đủ nhiều để gây chấn thương gối đối với việc bạn tập cái bài squat. Nhưng ở đây mình nói là tất nhiên bạn tập đúng thì tốt. Nhưng ở đây cái độ tuổi của bạn nó khác nhau giữa một người 20 tuổi, một cô gái 20 tuổi và một người phụ nữ 40 tuổi. Sự khác biệt ở đây là cái sự linh hoạt, cái khả năng dây chằng, cái độ căng cứng. Ở đây chúng ta tính trong trường hợp là cả hai người đều ít tập thể thao. Chứ nếu mà một người, một cô mà 40 tuổi mà siêng tập thể thao, họ tập chuẩn lắm các bạn. Nó khác cái cô gái 20 tuổi mà lười tập thể thao. Đây, chúng ta tính đồng nha. Như vậy thì, với việc như vậy thì hai cái bài tập đó, với cái bài squat á, cùng một bài tập mà hai người như vậy, một người có thể tập đúng, một người tập chưa đúng. Như vậy thì đó là cái sự phù hợp. Bạn phải lựa chọn được cái hình thái tập luyện phù hợp đối với bạn. Bữa 20 tuổi nó khác, 40 tuổi nó khác. Cùng là hai người chưa trải qua tập luyện, chưa trải qua sự huấn luyện rõ ràng, bắt đầu vô một cái động tác, cô gái 20 tuổi hoàn toàn có thể luôn luôn làm tốt hơn một người phụ nữ 40 tuổi. Như vậy thì với cô gái 20 tuổi, họ sẽ có lợi thế để họ tiếp cận với tất cả các bài tập, số lượng bài tập nhiều hơn, những bài tập khó hơn. Họ có thể tập nhiều với tạ, deadlift, kéo máy, kéo lưng, đẩy ngực các kiểu để họ xây dựng cái chế độ săn chắc cho cơ thể của họ nhanh hơn. Điều đó thì đều lợi thế của họ thôi. Nhưng vấn đề cái lợi thế đó nó không đảm bảo là bạn ở mức tuổi 20 bạn có thể đẹp. Tại sao? Quan trọng là trước đây bạn như thế nào và hiện tại bạn như thế nào. Cái vấn đề này thật sự nó phức tạp lắm. Nó nghe hồi nó nhức đầu luôn á. Bạn cũng là 20 tuổi, nhưng nếu trước đây bạn không quen tập thể thao, như là bình thường bạn quen tập thể thao, thì khi cái sự tiếp cận của bạn nó sẽ khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để test. Nên khi mà bạn tập theo cái chương trình online của mình á, mình có cách rất nhiều cách để test để bạn, để xây dựng cho bạn một cái chế độ phù hợp. Tất nhiên không có một cái chế độ tập nào mà nó phù hợp và có thể áp dụng cho tất cả mọi người, cho dù người đó cùng độ tuổi giống nhau, cùng trọng lượng giống nhau, cùng một trọng lượng như là một cô bé 20 tuổi mà siêng chơi thể thao với một người 20 tuổi cũng 50kg nhưng mà gần như không bao giờ chơi thể thao, vô bài tập nó khác nhau. Tại khi mà cơ thể nó quen chơi thể thao, khả năng điều khiển cơ thể nó rất là tốt, nó có thể tập đúng phần lớn tất cả các bài tập. Và như vậy cơ thể nó sẽ tiến bộ rất là nhanh. Và khi mà tiến bộ rất là nhanh rồi, nó sẽ dẫn tới việc là cơ thể thay đổi rất là nhanh. Nên đừng bao giờ hỏi tôi cái câu hỏi là tập bao lâu thì đẹp, sao chúng biết được. Trời ơi, hỏi khó quá. Bạn biết sao hỏi khó không? Tự nhiên giờ bạn hỏi mình, anh ơi em tập cái lịch này nè, một tuần em tập theo cái lịch của anh, em ăn cũng đầy đủ lắm anh, ăn theo cái chế độ của anh ghi luôn á. Bây giờ em tập bao lâu đẹp anh? Thứ nhất ha, cái lịch của tôi tập, tôi ghi cái lịch nhưng mà tôi không có ghi chi tiết là bạn tập bao nhiêu ký. Tôi nói rồi, người 1m6 cùng nặng 50kg, hai người, người quen chơi thể thao, người không quen chơi thể thao, họ hoàn toàn có thể cách nhau khoảng cách cái mức tạ tập rất là lớn. Rồi, cái vấn đề chính của chúng ta phân tích ngày hôm nay là phụ nữ tập tạ hay không? Tất nhiên nên tập, nhưng quan trọng là hiện tại bạn phải biết cái xuất phát điểm của bạn như thế nào. Với giống như mình nói đó. Rồi, như vậy thì nói vòng vo một điều, mình sẽ đưa lại bạn tới cái giải pháp. Đó là cái giải pháp là khi mà bạn biết được như vậy, bạn sẽ có nhiều lựa chọn. Như vậy chúng ta đi lại cái vấn đề là nếu mà phụ nữ ở tuổi 20
không tập được với tạ thì họ sẽ tập cái gì để giảm mỡ nhanh? Bởi vì nếu mà họ tập kia thì họ sẽ tốn thời gian quá nhiều để hoàn thiện cái động tác. Tập cái bài khác đi, nhảy trampolin sát nè, cho nó lẹ, phải bao không? Vấn đề để mà cơ thể thon gọn hơn, đầu tiên đó là hãy đốt calo được nhiều nhất, đúng không? Để đốt được calo nhiều nhất thì bạn phải tập luyện được nhiều hơn. Để tập luyện được nhiều hơn thì bạn phải lựa chọn những động tác mà bạn tin chắc là bạn sẽ khó tập sai. Ok, cô gái 20 tuổi nặng 50kg, họ điều khiển cơ thể linh hoạt, họ tập tốt được squat. Nhưng mà nếu mà họ muốn đẹp hơn, nói chung là họ nặng BMI họ dưới 18, dưới 20 thì họ cũng đẹp tương đối rồi. Mà chắc chắn phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp hơn. Họ muốn đẹp hơn chắc chắn họ phải đến với tập việc, họ tập với tạ, tập cái bài các máy móc, tăng khối lượng, tăng cường độ, vượt qua cái ngưỡng, ghi chép lại thường xuyên, tập đa dạng bài tập. Rồi, nhưng với phụ nữ 40 tuổi, nặng 55-60kg, không tập được những cái bài squat đúng kỹ thuật. Như vậy thì sao? Bạn cần cái thời gian quá độ. Cái thời gian quá độ bạn đến với những cái bài tập ví dụ như nhảy dây. Trừ khi bạn có vấn đề về thắt lưng, khớp gối, đó thuộc về bệnh lý. Nếu mà bạn bị bệnh lý thì người bạn còn gặp và còn nghe nói chuyện đó là bác sĩ chứ không phải tôi nha. Tôi không phải là bác sĩ. Những vấn đề về bệnh lý của bạn tôi không thể tư vấn cho bạn được. Rồi, khi mà bác sĩ cho bạn tập, ok, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện. Với những cái bài tập đơn giản, ví dụ như bạn tập nhảy jumping jack như thế này, quan trọng là bạn tập bao nhiêu, đốt calo, ghi chép lại. Nhiều người á, tại đi tập không bao giờ thấy cái cầm của sổ ghi chép. Phần lớn phụ nữ, mà kể cả nam giới, họ tập luyện họ, khi mình chưa vô bài bản á, bạn sẽ bị một vấn đề như thế này nè. Với phụ nữ họ thấy mọi người tập gì họ tập theo, đúng. Với nam giới họ có ý chí khác biệt trong cái suy nghĩ, cái tính cạnh tranh của họ cao hơn. Họ thấy thằng A tập nhiêu đó, tao và tao phải vượt qua cái thằng A, tao mới chịu. Họ sẽ ghi chép lại bài của thằng A, bắt chước nó một chút để vượt qua. Nhưng mà phụ nữ thì chị kia chỉ tập nhiêu đó đó, mình cũng tập nhiêu đó đó, mình cũng chỉ tập như đó thôi, mình sẽ không vượt chị đó. Ê, cái này nó khác nha các bạn. Ok, bạn là phụ nữ 20 tuổi hay 40 tuổi. Rồi, cái tiêu chuẩn nói chuyện của bạn thì cho mình không quản được. Nhưng khi bạn tập luyện, bạn phải biết một điều là quy tắc để mà bạn thay đổi cơ thể bạn tập hiệu quả hơn, cho dù bạn tập với tạ, không tập với tạ, tập với trọng lượng cơ thể của bạn, tập thể lực, đó là bạn phải vượt qua cái ngưỡng của bạn, cho dù là bạn ở độ tuổi nào. Cái ngưỡng của bạn nó không giống với ngưỡng của bạn A, bạn B và bạn C. Giống như khi nãy mình vừa phân tích, bạn cùng cao 1m6, bạn cùng nặng 50kg, bạn có tới N trường hợp thể lực khác nhau. Nên cách quan trọng nhất và hiệu quả nhất là hãy ghi lại bạn tập được gì và gia tăng nó. Bởi vì mình nói, như mình nói ở đây đừng có nói phụ nữ cách nhau cái độ tuổi, mà 20 tuổi đã cái sự khác biệt rất là lớn rồi. Ở đây cùng phụ nữ cùng 20 tuổi đi, một người cùng 50kg, một người ít chơi thể thao, một người siêng chơi thể thao, một người thích ăn đồ ăn béo, mỡ chiên xào nhiều, một người ăn nhiều rau củ quả trái cây. Bốn người đó là họ đã đủ để họ có được một cái lượng bài tập khác nhau khá là nhiều. Có thể là tập cùng một bài tập nhưng mà cái lượng và cái chất của nó khác nhau nha, nhớ nha. Cái sự khác biệt bạn đừng nghĩ là khác biệt bài tập, chứ là bạn tập hai bài tập khác biệt hoàn toàn. Ví dụ như cùng là squat, cầm thêm miếng tạ 5kg, đó là một bài tập khác. Cùng là squat miếng tạ 5kg, bạn tập đứng lên ngồi xuống 10 cái, ngày hôm sau bạn tập nó là 15 cái, đó là hai bài hoàn toàn khác rồi. Nó khác nhau, nó khác về cường độ, thời gian, số lần thực hiện, đó là cái sự khác biệt. Chính cái sự khác biệt nó làm cho bạn thay đổi cơ thể của bạn. Và nhớ ghi chép lại. Rồi, chúng ta đi lại những vấn đề là cái lợi điểm và cái sự khác biệt của một việc là cái những người nói chung là ở tuổi 20, tuổi 40, phụ nữ họ sẽ có gì khác biệt ở nhau để tập luyện. Rồi, phụ nữ 20 tuổi họ có nhiều thời gian hơn, phụ nữ 20 tuổi họ chưa đến cái quá trình mà tích tụ mỡ nhiều năm cũng như là stress trong công việc, trải qua quá trình sinh nở. Trời, phụ nữ mà trải qua quá trình sinh nở nó mệt lắm các bạn.
tôi biết mà tôi hiểu, nên tôi mới làm ra những cái chương trình này để tư vấn cho những phụ nữ đã trải qua vấn đề đó. Họ sẽ nói rất là mệt đó, đó là những cái lợi điểm, những cái điều khác biệt ở hai bên nha. Rồi nói vậy thì họ sẽ có lợi điểm, phụ nữ 20 tuổi họ có lợi điểm, họ có nhiều thời gian hơn để tập. Nhưng mà cái đó chính là cái ý ấy, cái đó mới cái chết á. Bạn để ý một điều là tại sao phụ nữ trên 40 tuổi thường họ siêng tập thể thao hơn phụ nữ ở tuổi 20. Một là cái sự chủ quan, phụ nữ ở tuổi 20 đôi khi họ chủ quan khá là nhiều, một về sức khỏe, hai là họ có nhiều thời gian để họ dành nhiều thời gian để cho những cái thú vui khác trong cuộc sống, thì cái đó là chuyện bình thường. Còn ở tuổi 40 thì bắt đầu có những cái dấu hiệu về suy giảm sức khỏe, bắt đầu có những dấu hiệu của việc là gia tăng lượng mỡ, stress thường xuyên, thì khi đó phụ nữ lại bắt đầu quan tâm hơn đến cái sức khỏe của mình. Có gì tại sao 20 năm trước bạn không quan tâm đến sức khỏe của bạn mà bạn đợi tới 40 tuổi bạn mới quan tâm đến sức khỏe của bạn? Như vậy nếu mà bạn đang coi video này thì ngay ngày hôm mai lập kế hoạch đi, bạn hãy tập luyện sớm. Tại vì khi mà bạn đã tập luyện quen, tất nhiên một người mà tập quen 10 năm bạn đã quen rồi, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cơ thể của bạn cực kỳ dễ, mà cơ thể của bạn sẽ luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn gọn gàng săn chắc. Có một điều mọi phụ nữ hay hỏi một điều, đó là anh ơi em tập theo chương trình này, em đã giảm ký giảm cân rồi, nhưng mà người này nói người kia nói, em có nên tập cái này tiếp hay không, em có nên tập cái kia tiếp hay không? Ôi trời ơi, phần lớn mọi người đều đang đứng ở một cái việc là họ quá phân vân với việc là nên tập yoga, tập gym, tập tạ, tập aerobic, tập thể hình, tập fitness. Các bạn tập cái gì nó không quan trọng bằng việc bạn tập như thế nào và bạn tập trong thời gian bao lâu, hiểu không? Nó khác nha. Đúng, đúng, cái môn thể hình fitness là cái môn phát triển và xây dựng ra để giúp bạn thay đổi, xây dựng và thay đổi cơ thể, thay đổi hình dáng của bạn. Vậy nên á, nếu mà bạn lựa chọn một cái môn nào đó để thay đổi hình dáng cơ thể, tất nhiên là cái môn này là môn phù hợp rồi. Tuy nhiên nhiều người hỏi mình là bơi nhiều có giảm mỡ hay không, nó tập này. Vấn đề là bạn tập như thế nào, chế độ ăn của bạn nữa, bạn có tập siêng hay không. Nếu bạn theo bất kỳ một chương trình gì mà bạn không siêng, không đều, chương trình đó hoàn toàn không có hiệu quả và không có tác dụng nhiều đối với bạn. Một quy tắc để bạn thay đổi cơ thể nữa, nói lần nữa luôn là ở độ tuổi nào bạn cũng có phải nên ghi chép lại bài tập, tăng cường nó lên, vậy thôi. Rồi chế độ ăn, hay ăn hợp lý hơn, khoa học hơn. Thôi video tới đây là hết rồi. Giờ chốt lại luôn là phụ nữ có nên tập tạ không, nên quá đi. Bạn đến với nó, bạn làm cho cơ bắp săn chắc hơn. Bạn đâu phải giống nam đâu, bạn sợ xây dựng cơ bắp quá to đúng không, bạn đâu có hormone đâu, bạn xây dựng nó. Nhưng hãy nhớ một điều, tạ là một cái vật thôi, nó là một cái vật trọng lượng, nó có trọng lượng để bạn tăng cái sự kháng lực. Còn cách bạn tập nó khác. Ví dụ như cùng là một bài squat đi, giờ qua cái ví dụ chuyên môn nữa nha, nói thêm xíu thôi, sắp hết thời gian, thời lượng của video rồi. Cùng là một squat, nếu bạn squat với body không đứng lên ngồi xuống, bạn cầm thêm miếng tạ 5kg, nó là kháng lực. Nhưng nếu mà bạn tập bài squat, bạn không chỉ là squat mà bạn bật nhảy lên, squat jump, nhúng xuống, nhảy lên, rơi xuống, kháng lực của bạn mất sức nhiều hơn là bạn cầm với tạ. Như vậy phụ nữ nên phù hợp với lựa hoài hình nào đó. Quay trở lại vấn đề, còn tùy độ tuổi của bạn như thế nào nữa. Cô gái 20 tuổi họ hoàn toàn có thể gánh 20, 30, 40, 50, thậm chí 100kg tạ để squat. Nhưng phụ nữ 40 tuổi thì mình khuyên là không nên. Các vấn đề về xương, tại vì khi bạn mới bắt đầu tập luyện đâu có ai biết vấn đề về xương, thắt lưng, đĩa đệm, khớp gối của bạn gặp những vấn đề đâu. Nên hãy lựa chọn cái phương pháp phù hợp và an toàn với lứa tuổi của mình thì nó sẽ là một cách hữu hiệu hơn. Bây giờ mà kêu mà phụ nữ mà 40 tuổi bắt đi gánh tạ như cô gái 20 tuổi thì sai rồi, chắc chắn luôn. Nhưng mà để mà đốt mỡ nhiều hơn thì chưa biết bà nào đốt mỡ hơn bà nào. Tại vì nếu một cô gái 20 tuổi squat với tạ nặng, còn phụ nữ 40 tuổi họ lại tập liên tục những bài squat jump, cơ thể cấu tạo để bạn có thể nhảy lên nhảy xuống và đã không bị chấn thương, đó là một phản xạ tuyệt vời của cơ thể qua hàng ngàn hàng vạn năm tiến hóa. Vậy nên trong chương trình của mình
ở trên website của mình, trên YouTube có rất nhiều phương pháp. Và khi bạn tập online thì sẽ có những phương pháp riêng theo từng độ tuổi của bạn, nó sẽ phù hợp để bạn bắt đầu bạn tập luyện nha. Ok rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.